Sáng nay, Công an thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Giám đốc Công an Đà Nẵng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đồng chủ trì hội nghị. Đến dự có Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, công tác vận động toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp và cơ sở giáo dục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để hình thành hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo chuyên sâu về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ thành phố đến cơ sở. Thông qua hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó chặt chẽ và đề cao trách nhiệm giữa lực lượng công an nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trên các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác tuyên truyền vận động giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, công nhân viên, học sinh sinh viên được tăng cường, đa dạng về hình thức, sáng tạo về nội dung, góp phần nâng cao nhận thức trong các tổ chức thành viên về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm của nhân dân, góp phần hình thành thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vững chắc.